Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Hành trang du học Canada cùng Tân Đại Dương. Hôm nay rất vui được chào đón My Trần đến từ trường St. George International College. My Trần, hôm nay bạn có thể giới thiệu đôi nét về trường của mình được hay không? Xin chào tất cả mọi người, mình tên là My Trần, hiện mình đang là đại diện cho trường Anh ngữ St. George International College, viết tắt là SGIC. Thì trường mình hiện tại bây giờ đang có 3 cơ sở, có 2 cơ sở dạy, có 2 cơ sở tại thành phố Toronto và 1 cơ sở tại thành phố Vancouver. Thì trong cái cơ sở dạy, hai cơ sở tại Toronto thì có 1 cơ sở dạy Anh ngữ và 1 cơ sở dạy trung học. Thì trường mình có 2 cái vị trí của 2 cái trường dạy Anh ngữ tọa lạc tại trục chính giữa trung tâm thành phố, thì rất là tiện để cho các bạn có thể đi lại cũng như là tìm hiểu thêm về thành phố. My Trần có thể nói thêm về các cái chương trình học ở mà trường có đào tạo hay không? Thì hiện tại thì bên mình tập trung rất là mạnh vào cái mảng đào tạo Anh ngữ. Thì bên mình có tổng cộng là 8 level dạy Anh ngữ, 3 cấp độ chính là Beginner, Intermediate và Advanced. Thì mỗi cái cấp độ ấy, thì các bạn sẽ phải mỗi cái level thì các bạn sẽ học khoảng 2 tháng. Sau mỗi tháng ấy, thì các bạn sẽ phải làm một cái bài kiểm tra tiếng Anh. Nếu như mà các bạn được trên 90% ấy, và nhận được cái recommendation letter từ giáo viên ấy, thì các bạn có thể nhảy lớp lên cái level tiếp theo mà không phải học hết 2 tháng. Thì mình nghĩ đây là một cái cơ hội rất là tốt để các bạn học sinh Việt Nam thứ nhất là có motivation để cố gắng, thứ hai nữa là có thể rút ngắn thời gian học của mình. Chương trình nổi bật của bên mình mang tên là UCPP, viết tắt của University and College Pathway Program. Thì cái chương trình này là một cái chương trình liên thông tiếng lên cao đẳng và đại học. Thì bên mình hiện tại có 18 trường liên kết, và trong đó có 5 trường đại học và số còn lại là những trường cao đẳng. Thì bên mình có một số trường đại học mà liên thông nổi tiếng giống như là Brock University, Laurentian University, King's University, hoặc là một số những cái trường cao đẳng nổi tiếng giống như là Seneca, Centennial, Sheridan, Niagara Falls College. Thì đây là những cái trường có những cái program rất là mạnh và rất là nổi tiếng tại thành phố, tại Canada nói chung. Và đặc điểm của cái chương trình UCPP này đấy là các bạn sẽ có những cái kỹ năng để có thể sẵn sàng vào cái môi trường học tập tại cao đẳng và đại học tại Canada. Thì ví dụ như các bạn cũng biết ý, là các bạn có thể lấy điểm IELTS hoặc là thi cái bài admission test trực tiếp tại trường cao đẳng hoặc là đại học mà mình muốn học. Thế nhưng ý, các bạn có điểm, thế nhưng mà đôi khi các bạn không có đủ cái kỹ năng, thì cái chương trình UCPP ý, là các bạn focus tập trung vào những cái kỹ năng cũng như là các bạn có một cái bước chuyển tiếp, gọi là một cái bước đệm và hành trang cho các bạn trước khi bước vào môi trường cao đẳng và đại học thực sự. Vậy thì mình là một trung tâm Anh ngữ, vậy thì mình có những cái hoạt động nào dành cho sinh viên không? Chắc chắn là có rồi, bên mình có rất là nhiều cái hoạt động. Thì bọn mình hay chia thành hai cái loại hoạt động chính là hoạt động trong trường và hoạt động ngoài trường. Thì trong trường của mình ý, thì bên mình có cái gọi là Conversation Club và Help Central là hai cái chương trình nổi bật. Thì Conversation Club có nghĩa là bọn mình mời những cái anh chị gọi là sinh viên đại học và cao đẳng tại Canada đến để nói chuyện với cả các bạn sinh viên sau giờ học. Và cái chương trình Help Central có nghĩa là các giáo viên tại trường SGIC thì sẽ ngồi lại trường và giúp các bạn có nhu cầu sửa những cái bài luận của mình cũng như là những cái pronunciation mà mình nói phát âm còn chưa chính xác. Và cái hoạt động ngoại khóa ngoài trường ấy, thì các bạn sẽ hàng tháng thì bọn mình sẽ gửi một cái gọi là activity calendar cho các bạn. Thì mỗi ngày thì bên mình đều có những cái hoạt động khác nhau, giống như ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến thăm cả một cái khu Chinatown tại Toronto, ngày kia thì mình có thể đến thăm một cái khu phố Hàn Quốc, cũng như là mỗi ngày thì là một cái hoạt động tìm hiểu văn hóa cũng như là tìm hiểu về những cái khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại các thành phố. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể mua vé đi tham quan những cái thành phố khác tại Canada giống như là Montreal, Quebec, Ottawa, và hoặc là các bạn có thể đến một cái đất nước khác là New York. Vậy thì đối với những sinh viên mà chưa có không có người thân, vậy thì học sinh sẽ qua ở đâu? Đó,
thì hiểu được cái vấn đề đó ấy, thì bên mình có cung cấp cái chương trình chỗ ở với cả người bản xứ gọi là homestay. Thì cái chương trình homestay này thì các bạn sẽ được bên mình sẽ sắp xếp cho học sinh ở những cái gia đình người bản xứ, và các bạn sẽ được cung cấp 3 bữa ăn một ngày. Ngoài ra thì các bạn sẽ còn được cái gia đình người bản xứ lấy thay kè bằng cách là đưa đi chơi hoặc là kiểu như là đi trải nghiệm những cái chương trình tại Toronto. Vậy thì Mỹ Trần có thể đưa ra cái lý do mà tại sao sinh viên nên chọn trường của mình? Sẽ rất là nhiều bạn đặt cái câu hỏi này, nên là một cái câu hỏi rất là hay. Thì mình nghĩ là cái lý do ấy mà các bạn chọn SGIC mà không phải là bất kỳ những cái trường khác ấy, thì đầu tiên là bên mình có thứ nhất là thời gian học rất là hợp lý cho các bạn, sẽ từ 9 giờ sáng đến 2 giờ 45 chiều, và sau đó để các những cái hoạt động ngoài trường. Và thứ hai nữa là cái tiền học bên mình giá cả rất là hợp lý, rẻ hơn những cái trường công lập. Thứ ba nữa ấy, là bên mình ấy, thì số lượng sinh viên tại Toronto thì rơi vào khoảng 400 cho đến 450 bạn. Thì với mình ấy, thì nói chung ấy, tại Toronto thì đây là một cái trường Anh ngữ gọi là medium size, có nghĩa là mức trung bình, thì đây là cái điều kiện thuận lợi để các bạn có thể làm quen với giáo viên cũng như là tiếp xúc với giáo viên nhiều hơn và dễ dàng hơn. Ngoài ra thì số lượng Việt Nam trong trường thì không đông, vì vậy là đây là cơ hội rất tốt để các bạn có thể thực sự là chỉ được phép nói tiếng Anh trong trường thôi. Bên mình xin lỗi bạn một chút, thì mình cũng chia sẻ là bên mình có một cái gọi là English policy, có nghĩa là một khi các bạn đã bước chân vào trường thì ở bất kỳ đâu ấy, các bạn cũng không được phép nói tiếng mẹ đẻ. Và hy vọng là hơi nghiêm một chút, nhưng mà khi mà các bạn đã trải qua được cái khó khăn cũng như cái thử thách đấy rồi thì các bạn có thể sẵn sàng bước chân vào cái môi trường du học tại Canada. Thật sự là những cái thông tin mà Minh Trần đã đưa ra thật sự là rất bổ ích cho sinh viên, học sinh Việt Nam. Thì rất cảm ơn hôm nay Minh Trần đã dành thời gian đến tham quan và chia sẻ những cái thông tin bổ ích cho sinh viên Việt Nam. Rất là cảm ơn Tân Đại Dương đã cho mình cái cơ hội để giới thiệu về trường, và hy vọng là gặp các bạn một ngày không xa. Chào các bạn. Xin chào mọi người.